ơi. Để tôi sắp xếp rồi tôi theo anh luôn. Làm thêm món gà đi. Dạ. Nhanh đi. Chuyến này ông cứ theo tôi. Được, cái huynh đệ mình làm ăn lớn à. Khi mình đó làm ăn giờ đâu phải như hồi xưa nữa. Nè. Đi một chuyến cạn nè, cạn nè, cạn. Đây đây. Dạ. Thử luôn nha. Dạ, cảm ơn. Đồ ăn ngon nha. Hôm nào tôi ghé cho tiếp. À. Dạ dạ. Sau tới nữa nghe. Đương nhiên rồi. Dạ. Dạ chào quý khách. Dạ, dạ đi từ từ cẩn thận. Đó, đó, đó. Dạ. Rượu ngon. Dạ. Quá sạch. Nàng ơi. Ta phụ ta dọn dẹp nè. Dạ. Chủ quán cho một bàn nha. Dạ rồi. Dạ. Mời các huynh. Nè, nàng lo dọn cái này đi. Bên đó để ta tiếp. Dạ. Đây 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 đây. Đây. Dạ. Bữa nay coi bộ khờ huynh ra dáng chủ quán của ta. Nè ông kia. Ừ? Ông bị lé hả? Người ta chủ quán chứ ra dáng gì. Dạ đúng á, là có bạn bè vui thiệt. Làm người khôn cũng có cái giá của người khôn chứ. Nè. Dạ. Thì vô dọn chén bát mới cho khách nè. Làm cái gì mà chậm quá vậy? Làm cái gì mà chậm như đùa vậy? Trời, riết rồi thiệt à. Có quy giữ ta. Được. Mà nè, con vợ của huynh á, nó cũng cao tay lắm đó nha. Coi chừng tối nay nó xử đẹp huynh đó. Không có đâu, tôi đã nói rồi. Vợ thì phải nghe lời chồng, không có được ý kiến ý cò gì hết. Nhưng mà cũng phải coi chừng. Nhiều khi là nó nín được vài bữa, tới một bữa nào đó nó bùng một cái là mệt à nghe. Anh hai yên tâm đi. Từ đó tới giờ là vợ lúc nào cũng phải nghe lời chồng mà. Làm gì có chuyện đó. Mấy đứa im im á, coi chừng. Không có đâu, đừng có lo. Hôm nay ngoài ăn uống ra, tôi có một cái trò mới. Trò mới? Ừ. Sĩ. Tướng sĩ tượng tới. Tới nữa hả? Ồ. Đó. Không ngờ ông khờ nóng hên dữ vậy trời. Tới hoài vậy. Khờ huynh mới chơi á mà hay quá nha. Dạ, nhờ mấy huynh chỉ bảo thôi. Hên thôi mà. Trung dạ, cảm ơn anh hai. Cảm ơn huynh. Nè, chúng tiền nha. Cảm ơn huynh nha. Cảm ơn huynh. Tính tiền cô ơi. Nè, để tôi trả cho. Thôi. Đây, đây, cảm ơn. À, cảm ơn. À, cảm ơn. Đó, cô huynh. Dạ, của huynh là hai quan. Dạ, cảm ơn hai huynh. Đi về. Lẹ đi, đi về nè. Mời huynh.